giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc này thì các giải vô địch quốc gia của Việt Nam và Trung Quốc đều vẫn đang diễn ra. Cao thủ sẽ trở về với giải vô địch quốc gia sau trận đấu này. Và như vậy là trọng tài Ngải Khôn đã nổi gương hai cuộc. Ở hiệp 1, Trung Quốc bảo vệ cầu môn bên trái màn hình của các bạn. Tiền đạo Tiến Linh sau khi thi đấu một hiệp ở trận đấu tại Thái Lan đã đá chính trong trận đấu ngày hôm nay. Pha can thiệp của Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đang là một trong ba trung vệ của U22 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng đang đá bên cạnh Nguyễn Đức Chiến và Huỳnh Tấn Sinh. Ở hai biên là Hồ Tấn Tài và Thanh Thích. Đỗ Thanh Thích. Vào lúc này Trọng Hùng cùng với Tiến Linh và Hoàng Đức đang là ba mũi tấn công của U22 Việt Nam. Đường chuyền vào của Thanh Thích. Cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt. Cơ lên điều hình bảo đảm và chơi an toàn. Triệu Việt Hưng. Ở vòng loại U23 châu Á, Việt Hưng đã ở giữa sân cùng với Thái Quý. Ngày hôm nay Thái Quý ngồi trên ghế dự bị. Số 29 của Trung Quốc là cầu thủ người Ngô Duy Nhĩ, quê ở Tân Cương. Tên rất dài, A Đồ Hải Đề Mê. Trong thành phần của Trung Quốc góp mặt ở trận đấu ngày hôm nay, có hai cầu thủ người Ngô Duy Nhĩ. Việt Hưng. Việt Hưng là cầu thủ đã chứng tỏ khả năng một cách rõ ràng ở vòng loại U23 châu Á tại sân Mỹ Đình. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình, hai bên đều thi đấu có thể nói là khá thận trọng. Thanh Thịnh. Tấn Tài. Đỗ
Việt Nam đang thi đấu chủ động, đề cao đội hình. Hai đội đều chưa tạo ra được cơ hội thực sự, tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam đã khiến chúng ta yên tâm với cách chơi chặt chẽ theo đúng đặc trưng của ông Park Sơ. Chia Việt Hưng. Việt Hưng là cầu thủ nhỏ người, tuy nhiên chơi kỹ thuật và đầu óc, tinh thần cũng rất tốt. Vừa rồi là Trọng Đại, sau khi khỏi chấn thương, Trọng Đại đã rất nỗ lực tập luyện và gần đây anh đạt được phong độ tốt. Huấn luyện viên thủ môn của U22 Việt Nam trong lần tập trung này là Thế Anh. Như thường lệ thì huấn luyện viên Lee Ang-jin sát cánh với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay sau trận đấu này thì các ông Lee Ang-jin và Park Hang-seo đều không về Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo bay sang Indonesia để theo dõi Indonesia gặp Thái Lan. Còn Lee Ang-jin sang Malaysia để chứng kiến trận đấu cũng ở vòng loại giữa Malaysia và UAE. Hồ Tấn Tài hai mùa giải ở đây chơi rất tốt ở câu lạc bộ Bình Dương. Lúc này nòng cốt của U20 Việt Nam là những cầu thủ đã dự giải U20 thế giới cách đây 2 năm tại Hàn Quốc. Đó là những người đã vào đến bán kết của giải U19 châu Á cuối năm 2016. Thanh Thịnh là phát hiện của U20 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á. Những thời điểm đã thay Đoàn Văn Hậu, Thanh Thịnh đã chơi rất tốt ở bên cánh trái với tốc độ và khả năng lên công về thủ. Đây là Nguyễn Chấn. Phần U22 Trung Quốc ngoài Lâm Lương Minh đang chơi cho đội trẻ Real Madrid là Castilla thì những người còn lại đều đang thi đấu cho các cầu thủ mạnh của Trung Quốc. Trung Quốc có giải nhà nghề từ năm 2004. Đến bây giờ đội bóng vô địch nhiều nhất là Quảng Châu Hoàng Đại, vô địch 7 lần. Lỗ Năng Sơn Đông đăng quang 3 lần. Từ khi có giải nhà nghề thì Trung Quốc đã có 7 nhà vô địch quốc gia. Đường truyền lên của Tưởng Thành Long. Cầu thủ bị đau là Trọng Đại. Trọng Đại từng là đội trưởng của đội U20 quốc gia. Pha va chạm giữa Trọng Đại và Tào Vĩnh Canh. Này bác sĩ Choi đang chăm sóc cho Trọng Đại. Bác sĩ Choi là người đã góp mặt ở Thái Lan trong trận đấu Việt Nam hòa Thái Lan không đều trận ra quân của chúng ta tại vòng loại World Cup. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Seo đã đề nghị được thay 11 cầu thủ. Ông muốn tăng cường những sự thử nghiệm trong trận giao hữu này. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì ban tổ chức đồng ý cho việc thay 11 cầu thủ. Tuy nhiên chỉ được tiến hành thay người trong 3 lần để tránh trận đấu bị gián đoạn quá nhiều. Người ngồi bên trái ông Hiddink là Tôn Kế Hải, người mà chúng ta vẫn quen với cái tên gọi là Litier, hậu vệ phải của Manchester City một thời. Thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, Tôn Kế Hải mang tên là Litier. Lúc đấy anh mang áo số 17.
giai đoạn mà Man City mới trở lại với Premier League. Đường chuyền của Lỗ Thanh Thịnh. Ở lần tập trung này, U22 Trung Quốc có 4 thủ môn. Triệu Việt Hưng đang chứng tỏ vai trò điều tiết ở khu vực giữa sân. Với lối chơi thông minh, kỹ thuật. Bóng đá Trung Quốc đang kỳ vọng huấn luyện viên Hiddink sẽ thành công hơn so với Marcelo Lippi và Cannavaro. Cannavaro Lippi đến Trung Quốc làm việc nhiều thời điểm tỏ ra đơn độc và rút kinh nghiệm thì người Trung Quốc đã cho ban huấn luyện cùng với ông Gus Hiddink những cựu tuyển thủ Trung Quốc. Trọng tài lại bị đau. Bác sĩ Choi cùng với bác sĩ Tuấn là những người luôn vào sân để chăm sóc cho cao thủ. Chúng ta xem lại pha va chạm giữa Trọng Đại và Tào Vĩnh Canh. Rất nhịp nhàng, đá ngang. Tôi xin đính chính trợ lý của ông Hiddink, nguyên là cầu thủ của đội Trung Quốc, là Suzy Hai, phiên âm là Tôn Kế Hải. Thời điểm Tôn Kế Hải thi đấu cho Man City thì Li Tie, người vẫn gọi là Lý Thiết, là trung vệ của Everton. Lúc bây giờ đội tuyển Trung Quốc có đội trưởng là Phan Di, phiên âm là Tôn Chí Nghị, cũng chơi tại Anh cho Crystal Palace. Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ trung bình thấp. Phút thứ 15 và tỷ số vẫn là 0-0. Cầu thủ Việt Nam đang tỏ ra chủ động hơn. Cầu thủ của ông Quang Sơ chưa bùng tốc độ, tuy nhiên vẫn có được sự chủ động và cự ly đội hình được giữ rất tốt.
Vừa rồi là pha xử lý của Đào Cường Long. Có lẽ là trọng tài không thể đá tiếp. U20 Việt Nam thay người. Trọng tài chấn thương là điều rất đáng tiếc khi anh đang có phong độ cao. Vào sân là Trương Văn Thái Quý, người đã cặp với Việt Hưng ở vòng loại U23 châu Á. Chúng tôi xếp lại, đây là một trận đấu giao hữu và ngày hôm qua thì ông Vang Sơ đã yêu cầu được thay 11 cầu thủ để tăng cường sự thử nghiệm. Trung Quốc chưa tổ chức được một pha lên bóng nào gây chú ý. Cầu môn Trần Huy đã phải rời cầu môn. Rất nỗ lực Việt Hưng. Chia Việt Hưng. Việt Hưng đang thi đấu nổi bật ở khu vực giữa sân với khả năng điều tiết rất tốt. Huỳnh Tấn Sinh. Trong ba trung vệ của U22 Việt Nam thì Tấn Sinh thi đấu bên phải, Bùi Tiến Dũng ở giữa, bên trái là Đức Chiến. Dứt điểm. Wow! 1-0 cho U22 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam đã phát huy được sự thanh thoát trong những pha phối hợp. Không phải lúc nào cũng đẩy tốc độ lên, tuy nhiên chơi gắn bó rất có nét. Một pha dứt điểm gọn gàng sau tình huống tấn công vào cánh trái của đội bạn, hoàn toàn không việt vị. Pha thoát đi rất nhanh nhẹn. Một pha lên biên của cầu thủ đá cánh phải Hồ Tấn Tài. Và Tiến Linh đã chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình. Tiến Linh là người đã thi đấu một hiệp ở trận đấu tại sân Thammasat. Ngày hôm sau anh đã bay sang Trung Quốc cùng với ông Park Seo và những người trợ lý Hàn Quốc. Hà Đức Trinh lúc này đang bị đau. Và Tiến Linh được đá chính ở trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ của Vũ Sĩ Linh đang có những khó khăn trong việc nhập cuộc. Pha xử lý không chính xác. Tình huống xử lý của đội trưởng Lý Dương. Thời điểm thi đấu cho Man City thì Tôn Kế Hải, người mà khi đó chúng ta vẫn gọi là Sun Ji 2, là một hậu biên chơi tốt cả tấn công cũng như phòng ngự. Đến bây giờ Trung Quốc góp mặt ở một cúp cấp duy nhất, đó là World Cup năm 2002. World Cup 2002 cũng là giải đấu đáng nhớ của các huấn luyện viên Quyết Linh và Park Seo khi đội chủ nhà Hàn Quốc lọt vào bán kết. Pha xử lý của Trọng Hùng. Sút bóng. Cú đá của Thái Quý. Cầu thủ mới vào sân thay cho Trọng Đại.
U22 Việt Nam có bộ đôi chạy cánh tấn công tốt là Thanh Thịnh bên trái và Hồ Tấn Tài ở cánh phải. Ở V-League, Hồ Tấn Tài thường xuyên ghi bàn. Lần duy nhất Trung Quốc có mặt ở World Cup là vào năm 2002, khi đó họ có một số cầu thủ đáng chú ý đang thi đấu tại châu Âu như là Phan Chí Nghị chơi cho Crystal Palace, Lý Thiết ở Everton và Tôn Kế Hải ở Man City. Pha tấn công rất nguy hiểm đâm thẳng vòng cấm của đội Việt Nam. Đó là pha xử lý của Lưu Nhã Phiến. Lưu Nhã Phiến đã bị đau. Tình huống theo người không tốt. Bùi Tiến Dũng đã có một pha theo người không được kín kẽ. Và Lưu Nhã Phiến đã có một cơ hội. Sau khi từ giã sân cỏ thì Tôn Kế Hải lập tức trở thành huấn luyện viên và thường xuyên làm trợ lý đội tuyển Trung Quốc. Lúc này đây thì lãnh đạo của bóng đá Trung Quốc đang rất kỳ vọng sẽ có sự kết nối tốt giữa Hiddink và những trợ lý người Trung Quốc. Điều mà Lippi và Cannavaro trước đây đã không có được. Rất có thể là Lưu Nhã Phiến không thể thiếu tiếp. Bác sĩ của Trung Quốc đã ra dấu thay người. Phút thứ 23 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam đang dẫn 1-0. Người mở tỷ số là Tiến Linh. Trước Tiến Linh thì Hoàng Đức và Thanh Thịnh là những người đã rời đội tuyển quốc gia để trở về với U22. Sau khi tạo ra một cơ hội thì Lưu Nhã Phiến đã bị đau và không thể đá tiếp. Triệu Việt Hưng. Đỗ Thanh Thịnh. Sân là số 10 Hồ Tịnh Hàng. Hồ Tịnh Hàng vào sân thay cho Lưu Nhã Phiến. Tưởng Thành Long. Tại World Cup 2002, huấn luyện viên Hiddink thường áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 với Hàn Quốc. Sau này cả Hiddink lẫn Hang Seo đều thường xuyên áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho các đội bóng của mình. Cầu thủ Trọng Hùng của Thanh Hóa đang là mũi tấn công bên cánh trái của U22 Việt Nam. Vị trí mạnh vẫn chơi ở Thanh Hóa. Trọng Hùng đá cánh trái nhưng thuận chân phải, sẵn sàng đi vào trong để dứt điểm. Hồ Tĩnh Hàng. Tưởng Thành Long.
chơi của cầu thủ Trung Quốc vẫn chưa có gì khởi sắc. U22 Việt Nam đang đưa trận đấu vào thế trận lai dai, sau đó chờ cơ hội để tạo ra những điểm nhấn. Đó là cái thời rất quen thuộc của ông Park Seo. Trọng Hùng rất nhịp nhàng, Thanh Thịnh chuyền vào bằng chân phải. Rất nhuần nhuyễn. Triệu Việt Hưng. Pha xử lý của Trọng Hùng. Trọng Hùng. Trong những pha tấn công thì Trọng Hùng Đức thường xuyên đá gần vị trí của Tiến Linh để sẵn sàng phối hợp. Lúc đó thì họ sẽ nhường hai biên cho Hồ Tấn Tài và Thanh Thịnh dâng lên. Thành Long. Tiến Linh. Bóng được chuyền vào cho Tiến Linh. Tiến Linh là mẫu tiền đạo mục tiêu, sẵn sàng làm tường và chơi đầu. Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại sân Thammasat thì Thái Lan đã nhập cuộc với cách chơi không có tiền đạo thật sự. Sau đó cầu thủ trẻ Supachai mới vào sân. Không thể tìm ra sự liên lạc. Dù Trung Quốc có thể hình và thể lực tốt, tuy nhiên cách chơi vẫn thiếu sự linh hoạt. Sát cánh với ông Hít Đi lúc này là một trợ lý đồng hương, cùng với đó là Tôn Kế Hải, người cũng đã có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Việt Hưng. Đường chuyền của Thanh Thịnh. Chuyền vào. Pha xử lý của Hoàng Đức. Hoàng Đức là người đã chơi rất hay ở vòng loại U23 châu Á, đặc biệt là trận đấu với Thái Lan. Trận đấu mà cầu thủ Việt Nam đã thắng 4-0. Come on, come on.
Chúng ta đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình tiết số VC. Trận giao hữu giữa hai đội U20 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Tiến Linh, người mới trở về từ đội tuyển quốc gia. Lúc này chúng tôi đang gửi đến khán giả trận đấu trên các kênh VTC1, VTC2 và VTC8. Bên cạnh đó là kênh phát thanh VOV2. Các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước có ý định phát sóng sau khi đăng ký có thể tiếp phát nguyên trạng trận đấu ngày nay. Cuối cùng thì đã kịp phá bóng, đó là Đức Chiến, cầu thủ đa năng của câu lạc bộ Viettel. Mùa giải này tại V-League, Đức Chiến đã tìm về phòng ngự nhiều hơn so với trung vệ. Sau khi Viettel có sự tăng cường các trung vệ thì Đức Chiến ít được sử dụng ở vị trí trung vệ. Quả phát bóng cho U22 Việt Nam. Cầu thủ vừa rồi áp sát cầu môn là Dương Soái. Việt Hưng. Đó là Trọng Hùng, nhưng mà Việt Hưng. Trọng Hùng đã hết đà. Những năm gần đây, hai cái tên lớn nhất của bóng đá Italia từng góp mặt tại giải bóng đá Trung Quốc là Marcello Lippi và Fabio Cannavaro đều đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Quảng Châu Hoàng Đại và sau đó là đội tuyển Italia. Cannavaro là người thay thế ông thầy Lippi ở cả Quảng Châu Hoàng Đại lẫn đội Trung Quốc. Pha va chạm giữa Trọng Hùng và đội trưởng Lý Dương. Thi đấu với đội bóng như Trung Quốc thì đương nhiên điều mà Việt Nam cần phát huy đó là sự nhanh nhẹn, khả năng phối hợp gắn kết. Việt Hưng. Cần phải cảnh giác với những pha can lướt của các tiền đạo Trung Quốc, không được để cho họ có nhiều khoảng trống. Với những tiền đạo to cao thì nếu để lộ khoảng trống họ sẽ ập vào và lúc bây giờ sẽ rất bị động. Người đá phạt góc là Trương Lăng Phong. Bóng đã ra ngoài sân.
thủ Việt Nam cần tránh những pha đua tốc độ với cầu Trung Quốc. Người lên đội hình luôn phải giữ bảo đảm, không được để lộ nhiều khoảng trống. Phải rất cảnh giác với những pha bóng bổng, bởi vì đội bạn to cao những tình huống có thể biết trước rồi, tuy nhiên không dễ để hóa giải. Thi đấu với cầu Trung Quốc thì việc tránh va chạm cũng là điều cần thiết để đỡ mất sức. Trong quá khứ bóng đá Việt Nam với lối chơi khéo léo và mưu trí đã không ít lần có những trận đấu thành công trước cầu thủ Trung Quốc. Từ giai đoạn mà đội thể công sang thi đấu ở Trung Quốc thì chúng ta đã có những trận đấu tưng bừng, thậm chí là thắng bát nhất của Trung Quốc với tỷ số đậm ngay tại Bắc Kinh. Rất nhuần nhuyễn. Sau khi bóng đá Việt Nam hội nhập thì trận thắng duy nhất của bóng đá Việt Nam trước Trung Quốc đó là tại giải U16 châu Á ở Đà Nẵng. Lứa cầu thủ của Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật đã thắng Trung Quốc 3-2 tại vòng bảng ở sân Chi Lăng Đà Nẵng. Huỳnh Tấn Sinh, đường truyền của Hồ Tấn Tài, rất mềm mại, thanh thịnh. Pha xử lý quen thuộc của Trọng Hùng, có mặt ở bên cánh trái và dứt điểm bằng chân phải. Hoàng Đức là cầu thủ thuận chân trái nhưng lại thường được bố trí ở bên phải với những pha xử lý đi bóng bằng chân trái vào trong. Kịp bóng là A Đồ Hải Đề Mê, cầu thủ người Duy Ngô Nhĩ. Cầu thủ người Duy Ngô Nhĩ thứ hai trong thành phần của U22 Trung Quốc là thủ môn dự bị ngày hôm nay, phố địch nhiệt đề. Thanh Long, có lỗi về vị. Đến hai cầu thủ Trung Quốc đã rơi vào thế vị
Trọng Hùng pha căng ngang của Thanh Thịnh. Cầu thủ Việt Nam chơi mềm mại và kỹ thuật hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi của Trung Quốc. Tôn Kế Hải là người đã thi đấu xuất sắc ở chiến dịch vòng loại World Cup 2002, góp công rất lớn giúp cho Trung Quốc vượt qua vòng loại lần đầu tiên. Khi bóng đá Thế vận hội dành cho đội U23 thì Trung Quốc chỉ duy nhất một lần góp mặt tại Olympic bóng đá nam, đó chính là ở sân nhà Bắc Kinh năm 2008. Những giải còn lại thì U23 Trung Quốc đều không thể vượt qua vòng loại Olympic. Việt Hưng năm ngoái tại ASEAN 18, U23 Trung Quốc lọt vào 16 đội và thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-4. Pha bóng có phần lúng túng. Phút cuối cùng hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Tiến Linh. Nay khi đá ở sân nhà thì đội tuyển Trung Quốc thường thi đấu tại sân Tổ Chim, sân vận động chính của Olympic Bắc Kinh năm 2008. Trước khi có sân Tổ Chim, Trung Quốc thường đá ở sân Công Nhân. Sân Công Nhân hiện nay là sân nhà của Bắc Kinh Quốc An. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang thi đấu rất khôn khéo, tránh đua sức. Rất hay. Hồ Tấn Tài không thể dứt điểm. Pha treo bóng. Tiến Linh bị đau. Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ. U23 Trung Quốc của ông Vũ Chí Linh vẫn đang chơi có thể nói là khá nhạt nhòa. Pha va chạm đã khiến cho Tiến Linh bị đau. Tại giải U23 châu Á diễn ra trên sân nhà năm 2018, mặc dù là chủ nhà Trung Quốc đã không thể vượt qua vòng bảng, chúng ta xem một lần nữa bàn mở tỷ số của Tiến Linh, phá vượt của hai cầu thủ Bình Dương. Đây là tình huống mà chắc chắn Tiến Linh và Hồ Tấn Tài đã rất hiểu nhau. Ở Bình Dương, Hồ Tấn Tài trong sơ đồ chiến thuật
4-4-2 là một hậu vệ nhưng cũng rất hay dâng lên. Bây giờ là người đá cánh phải, phía dưới là ba trung vệ thì anh còn có nhiều cơ hội dâng hơn. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu, Trung Quốc đã vượt qua vòng loại giải U23 châu Á. Và lúc này người ta đang kỳ vọng Nguyễn Đình sẽ đưa bóng đá Trung Quốc thi đấu tốt tại giải U23 châu Á diễn ra trên đất Thái Lan vào đầu năm sau. Trung Quốc nằm ở nhóm 3 để có thể tham gia bắt thăm giải U23 châu Á. Việt Nam với vị trí á quân nằm ở nhóm 1. Lý Dương, nếu Tiến Linh không thể đá tiếp thì Việt Nam sẽ có thể khó khăn ở vị trí tiền đạo cắm. Cầu thủ Việt Nam đang chơi theo đúng sự chỉ đạo của ông Park Hang-seo, phát huy kỹ thuật, sự tỉnh táo và ít tốn sức. Tuy nhiên lúc này Trung Quốc đang cất trên ghế dự bị những cầu thủ hay nhất của mình. Hiệp 2 có thể họ sẽ vào sân, đó là Lâm Lương Minh, Trương Ngọc Ninh và Hoàng Từ Sương. Đường chuyền của Lý Dương, trọng tài Ngải Khôn đã nổi còi khát hiệp 1 trận giao hữu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Hết hiệp 1, Việt Nam tạm dẫn 1-0 với bàn thắng của Tiến Linh. Tiến Linh đã mở tỷ số khá sớm sau pha hợp với Hồ Tấn Tài, hai cầu thủ của VKMX Bình Dương. Hiệp 1, thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể nói là khá nhàn rỗi. Trung Quốc không tạo ra được những cơ hội thực sự rõ rệt trong hiệp 1. Cầu thủ Việt Nam đã chơi khôn ngoan và thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của các ông Park Hang-seo và Kim Han-un. Chúng ta sẽ đến hiệp 2 sau hơn 10 phút nữa. Chúng ta cùng trở lại với sân đồng Hoàng Thạch ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Trước mắt hiệp 2 trận giao hữu giữa hai đội U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam. Kết thúc hiệp 1, cầu thủ Việt Nam tạm dẫn với tỷ số 1-0. Cầu thủ đã mở tỷ số là Tiến Linh. Tiến Linh đã dứt điểm gọn gàng sau pha trả ngược bóng của đồng đội ở Bình Dương là Hồ Tấn Tài. Cầu thủ Việt Nam đã chơi có thể nói là xuất sắc trong hiệp 1 của trận đấu. Cách chơi ít tốn sức, có được sự liên lạc và cứ lên đội hình luôn bảo đảm.
Trong hiệp 1 của trận đấu, mỗi bên phải thay một cầu thủ vì chấn thương. Bên phía Việt Nam, Trọng Đại bị đau, Thái Quý và Sơn thay người. Bên phía U22 Trung Quốc, cầu thủ số 10 Hồ Tịnh Hàng vào sân thay cho số 21 Lưu Nhã Phiến. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 2 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái mảnh nhỏ của bạn. Ở đầu hiệp 2 thì hai đội đều thay hàng loạt cầu thủ. Có thể nói trận đấu này là một cơ hội rất tốt để huấn luyện Park Hang-seo thử nghiệm đội hình kết hợp với những cầu thủ của đội tuyển quốc gia vừa trở về từ Thái Lan, thì chúng ta hy vọng sẽ có bộ khung mạnh nhất thi đấu tại SEA Games và sau đó là giải U23 châu Á đầu năm sau. Số 10 vào sân là Ngô Hồng Phước, cầu thủ An Giang. Đây là trận đấu được báo giới Trung Quốc quan tâm rất nhiều. Bóng đá Trung Quốc gần đây đã tạo ra những sự thất vọng và người ta đang hy vọng Hữu Định sẽ làm tốt ở đội U22 Trung Quốc. Tình huống nguy hiểm, pha xử lý không trúng tâm bóng của thủ môn đội Việt Nam. Bên phía Trung Quốc số 11 Trần Vân Vân đã vào sân. Pha đi bóng của Trọng Hùng. Ở hiệp 1 của trận đấu, Trọng Hùng cùng với Tiến Linh và Hoàng Đức là 3 mũi tấn công của U22 Việt Nam. U22 Việt Nam thay 3 cầu thủ. Trung Quốc thay 2 người. Như vậy là đội hai Trung Quốc cũng đã thay cầu thủ thứ 3 giống như Việt Nam. Lúc này chân giữ cầu môn của U20 Việt Nam là thủ môn Văn Toản, thủ môn trẻ của Hải Phòng. Văn Toản vào sân thay cho Bùi Tiến Dũng. Liên tục có những xe đổi người. Bên phía U2 Trung Quốc số 26 Đào Cường Long rời sân, nhường chỗ cho số 24 Đoàn Lưu Ngu. Đến lúc này trọng tài chính Hải Phôn chưa phải rút ra chiếc thẻ nào. Cựu cầu thủ nổi tiếng Tôn Tiến Hải, người ta chúng ta vẫn gọi với cái tên là Sun Ji Hai, năm nay 42 tuổi. Đến năm 39 tuổi thì Tôn Kế Hải mới giải nghệ. Pha treo bóng của Trần Vân Vân. Văn Toản đã xử lý chính xác.
Lúc này thì đồng đội của Văn Toàn ở Hải Phòng là hậu vệ Văn Hạnh cũng đã được tung vào sân. Hồ Tấn Tài. Theo quan sát của chúng tôi thì ngày hôm nay cầu thủ đang chơi cho đội trẻ của Real Madrid là Lâm Lương Minh. Phút chót đã không có tên trong danh sách đăng ký. Có thể là Lâm Lương Minh bị một chấn thương giờ chót. Lâm Lương Minh là người đang chơi cho Castilla, đội trẻ của Real Madrid đang thi đấu giải hạng 3 của Tây Ban Nha. Đã từng có thời điểm Castilla giành quyền lên chơi tại La Liga, tuy nhiên theo luật thì không được và lại phải trở về hạng dưới. Sút bóng không vào, bóng đi chạy cầu môn. Phá dứt điểm của Ngô Hồng Phước, cầu thủ của An Giang. Tình huống đi bóng nỗ lực của tiền đạo khoa An Giang Ngô Hồng Phước. Huấn luyện viên Park Seo luôn mở rộng cánh cửa tuyển chọn cho các cầu thủ trẻ. Thời gian gần đây thì một tháng U22 tập trung 2 lần và có những khuôn mặt rất xa lạ. Những cầu thủ đang bận thi đấu tại V-League và giải nhất không phải tập trung, nhưng những người không được dùng nhiều thường xuyên có mặt và tập trung với nhau. Huấn luyện viên Park Seo muốn tạo ra một lực lượng dày có sự kế thừa, thay thế ngay khi cần thiết. Hết sức nguy hiểm, đường truyền vào của Trần Bân Bân. Văn Toàn vừa rồi đã mất phương hướng. Người đã dứt điểm là Hoàng Sấm. Hoàng Sấm là cầu thủ vào sân thay người của U22 Trung Quốc. Đây là phút thứ 82 của trận đấu, đội Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0. Đường chuyền lên của Văn Hạnh, hậu vệ của Hải Phòng. Văn Hạnh vừa có thể đá trung vệ lại vừa có thể đá hậu vệ biên. Sấm là cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Lỗ Năng Sơn Đông. Lỗ Năng Sơn Đông là câu lạc bộ đã gặp câu lạc bộ Hà Nội của Việt Nam ở vòng loại AFC Champions League. Các cầu thủ Hà Nội đã khởi đầu trận đấu rất tốt, tuy nhiên sau đó đã bị đuối sức. Việt Hưng đã rời sân và lúc này Hồ Tấn Tài là đội trưởng của U22 Việt Nam. Một trong trợ lý của huấn luyện viên Park Seo ngày hôm nay là Văn Đàn. Văn Đàn là người đang đứng sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ. Văn Đàn từng là tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, từng lên đội tuyển nhưng đá hậu vệ biên dưới thời ông Tavares. Rất tốt, một cú ra chân trái rất nhanh không cần nhiều đà. Đó lại là một pha xử lý của tiền đạo Hồng Phước.
Hồng Phước là người vào sân thay cho Tiến Linh. Tiến Linh là tác giả bàn thắng duy nhất cho đến hiệp này. Cuối hiệp 1 Tiến Linh đã bị đau. Thời gian của trận đấu vẫn còn nhiều. Tuy nhiên đến lúc này có thể nói cầu thủ Việt Nam trội hơn Trung Quốc khá xa về kỹ năng xử lý bóng. Nhiều năm trước thì đội thể công của Việt Nam khi đá với Trung Quốc đã đề ra những phương châm như là nhanh, thấp, ngắn, mạnh và chuẩn để có trận đấu tốt. Hiện nay chúng ta lại đang có một huấn luyện viên Hoàng Sơ rất biết người biết ta, luôn nghiên cứu đối phương rất nghiêm túc và có những đấu pháp hợp lý. Vừa rồi đội trưởng Lý Dương đã phải nhận thẻ vàng. Vào sân, cầu thủ của câu lạc bộ An Giang Hồng Phước đã chơi rất nỗ lực. An Giang từng là đội bóng mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Sau nhiều năm thi đấu tại giảng dưới, An Giang đã từng lên chơi V-League một mùa. Chúng ta xem lại pha bóng rất hay. Như vậy lúc này Tiến Linh vẫn đang có mặt trên sân. Áp sát cầu môn. Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Vâng, chúng tôi vừa nhắc là Tiến Linh vẫn có mặt trên sân và chưa kịp nói là anh đã chơi, có thể nói không xuất hiện được nhiều từ hiệp 2. Thì anh đã lại có mặt và ghi bàn. Tiến Linh đã lập cú đúp giúp cho Việt Nam đang dẫn trước U22 Trung Quốc của ông Vũ Duy Linh với tỷ số 2-0. Tiến Linh vẫn thi đấu trên sân, tuy nhiên những phút đầu hai tiền đạo Hồng Phước đã chơi nổi bật. Mặc dù vậy Tiến Linh vẫn chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm của một cầu thủ vào loại dạn dày nhất ở đội U22 lúc này. Lại là một pha lên biên của Hồ Tấn Tài. Tiến Linh đã ghi được hai bàn thắng đều do những pha dâng cao kiến tạo của Hồ Tấn Tài. Hai cầu thủ Bình Dương rất hiểu nhau. Đó cũng là những người nhiều kinh nghiệm nhất của U22 vào lúc này, vào loại nhiều kinh nghiệm nhất. Với sự tăng cường từ đội tuyển thì lúc này dường như U22 chỉ còn thiếu Quang Hải và Đoàn Văn Hậu để trở thành bộ khung mạnh nhất. Ở
trận đấu tại sân Thammasat vừa qua, Tiến Linh phút chót bất ngờ là cầu thủ đá chính thay cho anh Đức. Anh Đức vẫn chưa khỏi chấn thương. Nhiều thập kỷ qua, bóng đá Trung Quốc trong cách chơi của mình luôn dùng sức là nhiều. Năng khiếu chơi bóng phải nói là ít. Cầu thủ vào sân là Cao Thiên Lý, mặc áo số 16. U22 Trung Quốc thay liền hai cầu thủ. Vào sân là số 16 Cao Thiên Lý và số 23 Vương Bằng. Đá không được như ý của Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài là cầu thủ trưởng thành từ đội Bình Định. Như vậy là Lâm Đương Minh, cầu thủ đang chơi cho đội trẻ của Real Madrid, lúc này đã có mặt ở trên khán đài. Có thể vì chấn thương giờ chót mà anh không thi đấu ngày hôm nay. Nếu tỷ số 2-0 được giữ nguyên khoảng 10 phút nữa thì có thể ông Quang Sơ sẽ có hàng loạt xe đổi người. Hôm qua đội tuyển Hàn Quốc đã gặp lại Vũ Thế Đình trên sân tập và rất xúc động. Cú đá nguy hiểm, liên tục những pha dứt điểm. Phản công 4-3 không thực sự hợp lý, hoàn toàn có thể giải quyết tốt hơn. Cầu thủ đã kịp can thiệp là Tưởng Thành Long. Một pha bóng có nét hiếm hoi của cầu thủ Trung Quốc. Trên ghế dự bị của U22 Trung Quốc ngày hôm nay có cầu thủ Ôn Gia Bảo, cùng tên với nguyên thủ tướng Trung Quốc. Ôn Gia Bảo đang chơi cho câu lạc bộ Đại Liên. Pha dốc bóng. Cầu thủ Việt Nam từ đầu trận đã chơi khôn khéo, không để lộ nhiều khoảng trống để Đoàn có thể phát huy khả năng cả lướt và đua tốc độ. Cầu thủ Trung Quốc có thể đá bóng vụng về, tuy nhiên ở môn điền kinh thì họ vẫn là một quốc gia mạnh. Từ lâu đã có các nhà vô địch thế giới. Hồng Phước
Phước là cầu thủ được tung vào sân để thay cho Hoàng Đức. Lúc này Hồng Phước cùng với Trọng Hùng và Tiến Linh là ba mũi công của U22 Việt Nam. Sút bóng, cú đá hết sức nguy hiểm. Pha dứt điểm của Đoàn Lưu Ngu. Cầu thủ đá phạt góc là Tào Vĩnh Canh. Nguyễn Hai dứt điểm. Thêm một pha sút bóng. Cầu thủ Việt Nam khi lui về đá thấp cũng rất uyển chuyển và sẵn sàng bỏ gót cho nhau. Tuy nhiên có thể những phút tới sẽ là những giây phút khó khăn hơn. Đức Chiến là cầu thủ cao trên 1m80. Sẽ có hàng loạt những sự thay đổi người. Đình Mạnh của Nam Định có cơ hội vào sân. Mai Xuân Quyết của Nam Định cũng sẽ vào sân. Có thể còn có cả Nhâm Mạnh Dũng của Viettel. Bác sĩ lại phải vào sân chăm sóc cho Tiến Linh. Thời điểm mà Sun Ji Hai, Tôn Kế Hải thi đấu cho Man City thì có lúc một đội Trung Quốc có 4 cầu thủ thi đấu tại Anh. Ngoài Tôn Kế Hải còn có Li Tie, Lý Thiết chơi cho Everton, Liu Feng, Lý Vĩ Phong cũng là Everton và Phan Di, Phan Chí Nghị chơi cho Crystal Palace. Trọng Hùng dưới sân. Nhâm Mạnh Dũng của Viettel là một cầu thủ tấn công. Nhâm Mạnh Dũng mới 19 tuổi. Thái Quý là cầu thủ vào sân thay cho Trọng Đại, bây giờ đã lại rời sân. Nguyễn Đình Mạnh, tiền vệ trung tâm của Dược Lam và Nam Định vào sân. Rất nhiều xe đổi người đã diễn ra. Hiệp 2 đã trôi qua khoảng một nửa thời gian. Trong 3 cầu thủ mới vào sân thì có 2 cầu thủ của Nam Định, Đình Mạnh và Xuân Quyết. Đình vẫn đang bế tắc trong cách chơi. Quý Đình là người đã dẫn dắt 5 đội quốc gia, gồm có Hà Lan, Hàn Quốc, Australia, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Một kỳ tích. Quý Đình đã từng dẫn dắt Eindhoven vô địch cúp C1 châu Âu năm 1988. Huấn
lạc viên 72 tuổi Hiddink nhận nhiệm vụ bóng đá Trung Quốc từ năm 2018. Lúc này ông đồng thời dẫn dắt cả U21 lẫn U23 của Trung Quốc. Chúng tôi xin nhắc lại đội tuyển quốc gia Trung Quốc hiện nay vẫn là Marcel Lippi. Lippi từng có giai đoạn bất mãn rời đội tuyển Trung Quốc nhưng sau đó đã trở lại. Đây là Trịnh Bân Bân, cầu thủ đá cánh trái của U22 Trung Quốc. Cú đá chim. Pha dứt điểm của Tào Vĩnh Canh. Với thế trận này thì cầu thủ Việt Nam có thể sẽ có cơ hội ở những pha phản công. Đường chuyền lên của Hồ Tấn Tài. Lúc này trong cầu môn của U22 Trung Quốc vẫn là thủ môn Trần Uy, cầu thủ của đội Thượng Hải. Hiện nay giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc có sự có mặt của 16 câu lạc bộ. Giải Trung Quốc năm 2019 đã diễn ra được 23 vòng đấu. Dẫn đầu là Quảng Châu Hàng Đại, xếp thứ hai là Bắc Kinh Quốc An, thứ ba là Thượng Hải. Đỗ Thành Thịnh vẫn đang chơi ở cánh trái, phía đối diện vẫn là Hồ Tấn Tài. Có thể nói việc ông Quang Sơ gần đây liên tục một tháng tập trung hai lần đội U22 là một điều rất quý giá với những cầu thủ trẻ. Bóng đá Việt Nam sẽ luôn có nguồn cầu thủ kế thừa. Bản thân những cầu thủ đã từng lên tuyển trở về câu lạc bộ cũng sẽ có một tâm thế khác, vừa có động lực lại vừa có trách nhiệm hơn. Vừa xem lại pha phạm lỗi của Đoàn Lưu Ngu. Bác sĩ Choi là một nhân vật rất quan trọng trong những việc, trong những ca chấn thương của các tuyển thủ. Cầu thủ gọi ông là phù thủy bởi khả năng khám và chăm sóc các vết thương rất tốt. Đó là những tình huống mà chúng ta đã biết trước. Ba thủ môn của U22 Việt Nam qua Trung Quốc là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản và Phan Văn Biểu, thủ môn của Đà Nẵng. Chuyền điểm rơi. Oh,
Các thủ Việt Nam cố gắng giành giật những cơ hội khi có bóng bên phần sân của Trung Quốc. Đây là phút thứ 76 và chúng ta vẫn đang dẫn 2-0. Cả hai bàn thắng đều do công của Tiến Linh. U22 Trung Quốc tiếp tục thay người. Và Việt Nam cũng có những xe đổi người. Hoàng Đức. Như vậy là Hoàng Đức vẫn đang thi đấu trên sân. Trong hiệp hai này Hoàng Đức thường xuyên đá lùi. Hồ Tấn Tài. Số 2 vào sân là Dương Văn Trung, cầu thủ của Bình Phước. Số 12 là Trần Bảo Toàn của Hoàng Anh Gia Lai. Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh rời sân. Sự thay đổi vị trí ở hai cầu thủ đá cánh. Tấn Tài và Thanh Thịnh ngày hôm nay đều đã chơi rất tốt. Bên phía U22 Trung Quốc vào sân là số 9 Trương Ngọc Ninh. Cầu thủ của Bắc Kinh Quốc An đã ghi 5 bàn thắng ở giải nhà nghề Trung Quốc mùa này. Trương Ngọc Ninh từng được gửi đi tập huấn ở các đội bóng tại Anh, Hà Lan và Đan Mạch. Hồ Tấn Tài dưới sân Hoàng Đức đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam. Đến thời điểm này có thể nói những tính toán của Vang Sơ đều chính xác. Và có cái hay nữa là rất tròn trịa, chính xác và kín kẽ trên nhiều phương diện. Chúng ta đang có một tỷ số 2-0, thế trận tương đối an toàn. Và điều quan trọng là thử nghiệm được nhiều vị trí. Trận đấu ngày nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của Ngô Hồng Phước, cầu thủ đang chơi cho An Giang. Ngay cả những cầu thủ ít được đá tại V-League cũng có cơ hội xuất hiện ngày hôm nay. Cú đá không thật sự nguy hiểm. Cầu thủ Trung Quốc nếu có cơ hội dứt điểm thì cũng không thể dứt điểm thật là rảnh chân. Thank you.
đá cao nhất trên công của U22 lúc này là Nhâm Mạnh Dũng. Pha xử lý của Trịnh Bất Mân. Tấn Sinh đã kịp can thiệp. So với mùa trước thì mùa giải này ở V-League Tấn Sinh được thi đấu nhiều hơn. Rất nỗ lực. Pha xử lý của Đình Mạnh. Trịnh Bất Mân. Pha xử lý Hoàng Đức. Mai Xuân Quyết đã phạm lỗi. Xuân Quyết đã phải nhận thẻ vàng. Thứ 83, cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 2-0. Cả hai bàn thắng đều do công của Tiến Linh. Vào ngày 10 tháng 9 tới, đội tuyển quốc gia Trung Quốc mới khởi đầu vòng loại World Cup. Họ sẽ gặp Maldives. Ở vòng loại thứ hai, Trung Quốc nằm cùng bảng với Maldives, Guam, Philippines và Syria. Đội tuyển Việt Nam nằm ở một bảng đấu có thể nói là căng thẳng và thú vị tại vòng loại World Cup. Một pha rót bóng bổng. Có lẽ lúc này phù thủy Nguyễn Đức Đình đã không biết nên áp dụng cách chơi nào nữa phù hợp hơn ngoài việc nhồi bổng. Đến trận đấu ngày hôm nay thì có thể nói những gì bóng đá Việt Nam đã từng lấy làm tiêu chí để thành công trước đối thủ Trung Quốc nhiều năm trước vẫn được duy trì và còn được ông Park Seo phát huy lên một tầm cao hơn. Đến thời điểm này thì nhìn chung cao thủ cả mới lẫn cũ của U22 đều thực hiện tốt ý đồ của ông Park Seo. Bọc lót kịp thời. Đó là Tấn Sinh. Có một điều rất hay là tại V-League rất ít, chính xác là chỉ 1-2 đội và cũng không thường xuyên áp dụng sơ đồ 3 trung vệ. Tuy nhiên khi lên tuyển, ông Park Seo vẫn có cách để cao thủ đáp ứng tốt trong sơ đồ 3-4-3. Đây là Đoàn Lưu Ngu. Pha đổi đầu của hậu vệ Tưởng Thành Long. So với thủ môn Bùi Tiến Dũng thì thủ môn Văn Toàn mùa giải này được thi đấu V-League nhiều hơn hẳn.
Văn Toàn là người thay thế Đặng Văn Đâm ở đội Hải Phòng. Thủ môn còn lại là Văn Biểu ở đội Đà Nẵng, thường xuyên phải bắt dự bị. Văn Biểu bắt dự bị cho Thanh Bình. Hoàng Đức chân trái rất hay. Với thế trận này thì Hoàng Đức với khả năng cầm bóng sẽ là người có thể làm giảm tốc độ trận đấu. Thứ 87 rồi. Cầu thủ Việt Nam vẫn vững vàng ở những pha bóng bổng. Cầu thủ Trung Quốc không dễ để có thể chiếm lĩnh khoảng không một cách đơn giản. Pha phá bóng của Đình Mạnh. Đến bây giờ thành tích tốt nhất của bóng đá nam Trung Quốc với đội U23 tại ASEAN chỉ là vào đến tứ kết. ASEAN bắt đầu dành cho cầu thủ U23 từ năm 2002. Bóng đá Việt Nam thành tích tốt nhất đã là vào đến bán kết của ASEAN. Trung Quốc vào tứ kết 2 lần, 2002 và 2006. Đầu những năm 2000 là giai đoạn bóng đá Trung Quốc phát triển tốt và họ đã lọt vào World Cup 2002. Sau đó mặc dù đầu tư nhiều nhưng cũng lãng phí rất nhiều. Cầu thủ Trung Quốc ngay cả muốn tạt được bóng vào trong cũng rất khó. Đội Việt Nam khi rút về luôn có khả năng bọc lót cho nhau. Từ giờ đến cuối năm, ngoài các đội tuyển quốc gia và U23, U22 thì U19 cũng sẽ đá vòng loại giải U19 châu Á. VFF mới đây đã mời Philippe Troussier, huấn luyện viên từng gắn bó với đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2002, dẫn dắt U19. Philippe Troussier là người đã dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Có đến 5 phút bù giờ. Với những gì diễn ra thì có lẽ quãng thời gian trước mắt của Hít Đình sẽ rất gian nan với bóng đá Trung Quốc. Kịp thời.
Các thủ Việt Nam cố gắng cầm giữ bóng, không phá bóng. Khi mà Hoàng Sơ thay nhiều cầu thủ vào sân thì cũng là lúc Việt Nam đã có được hai bàn thắng và có thêm những thuận lợi. Những cầu thủ cao nhất sẽ làm hàng rào. Quả phạt có cự ly khoảng 20 mét. Bóng đập hàng rào. Một pha nhồi bóng. Không có lối. Cầu thủ Việt Nam đã rất tập trung ở những tình huống bóng bổng. Chỉ còn hơn 2 phút nữa là trận đấu kết thúc. Pha phản công. Có cơ hội. Rất tiếc là cơ hội đã trôi qua. Pha xử lý của Ngô Hồng Phước. Nhâm Mạnh Dũng. Những giây cuối cùng của trận đấu. Vẫn còn Hoàng Đức. Rất tự tin cầm bóng và phối với nhau. Có thể là bóng sẽ trong chân cầu thủ Việt Nam đến lúc trọng tài nổi hồi qua mãn cuộc. Một quả đá dài lên. Bảo Toàn. Chắc chắn đây là một chiến thắng của ông Quang Sơ trước ông Hít Đinh, người mà ông coi là thầy và đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian rất đẹp. Trọng tài Ngải Khôn đã nổi tiếng qua mãn cuộc. Chúng ta đã có thêm một tin vui. U20 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trên đất Trung Quốc. Cả hai bàn thắng đều do công của Tiến Linh và thêm một lần chúng ta thấy sự khiêm tốn của Hoàng Sơ khi gặp lại ông Hít Đinh. Lúc này thì người ta có thể nói phải dành
từ phù thủy với ông Quang Sơ. Ông dẫn đấu nào cũng rất mát tay, kín kẽ và rất tròn trịa. Một trận đấu thể hiện được nhiều ý. Chúng ta không chỉ thắng về tỷ số mà cao thủ còn có dịp chui rèn rất nhiều. Một lối chơi được định hình, có chiều sâu, có người thay thế tốt trong từng vị trí. Có thể nói với gì đang diễn ra, chúng ta có thể tự tin hướng tới SEA Games và cả cái đích cao hơn, đấy là giải U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan đầu năm sau. Buổi thu thuật của tôi xin kết thúc và xin cảm ơn Next Media đã cung cấp tín hiệu để VOV và VTC có thể sản xuất phát sóng và cung cấp sóng cho các đài phát thanh truyền hình trong cả nước để tiếp sóng.